Xin kính chào tất cả anh em đam mê bài chim đêm. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em sản phẩm là đồ bẫy chim đêm cũng như là những cái phụ kiện trồng món cho anh em khi anh em ra đồng nằm vùng. Và nói luôn về phương thức giao dịch, đấy là anh em có nhu cầu thì anh em liên hệ theo số điện thoại bên trong video. Bên mình sẽ gửi về tận nhà, nhận hàng, mở ra kiểm tra rồi mới thanh toán. Không bắt anh em phải đặt cọc một xu nào. Và mong anh em xem đến cuối video, mình sẽ báo giá công khai từng sản phẩm một để anh em tham khảo. Thì đồ bẫy chim đêm, anh em bẫy chim đêm bất kỳ một loại chim nào thì các phụ kiện bắt buộc đó là âm ly và lưới. Còn ngoài ra thì bẫy cụ thể anh em có thể chọn là chép này, hoặc là loa nén này, hoặc là tổng hợp phối hợp cả loa nén cả chép. Thì đối với anh em mới chơi, anh em cần tư vấn thì anh em gọi điện cho mình sẽ tư vấn anh em cần những cái gì. Ví dụ như là bẫy chích ré, ré run thì anh em bẫy chép là chính, hoặc là anh em bẫy cung núm cũng như là bẫy vạc thì anh em dùng loa nén là chính. Đấy là cái mà anh em lưu ý nhé, thì mình sẽ tư vấn cho anh em. Và cái âm ly 263 này thì ngoài chức năng sử dụng điện 12V ra thì nó còn sử dụng điện 220V. Đấy là cái ưu thế của các âm ly 263 này. Sử dụng thẻ SD card này, hai cổng, mỗi cổng ra là 300W, thì cái bộ dàn của anh em cùng lắm đến 100W là cùng. Thì nó cân cho mỗi một cổng này là 300W thoải mái, và anh em có thể hát karaoke. Bắt Bluetooth thì cái bắt Bluetooth này anh em nào mà chưa biết thì anh em cũng gọi về, mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách bắt Bluetooth từ điện thoại ra để phóng ra dàn âm thanh của anh em. Cái sản phẩm tiếp theo đấy là lưới. Thì bên mình cung cấp cho anh em là lưới 50m và lưới 100m nhé. Là cước là sợi đúc 5 viền 4 túi. Đấy, 5 viền 4 túi nhé. Và sợi viền là sợi đúc và thắt gió hai đầu cho anh em. Bên mình cung cấp cho anh em là 50m và 100m, hai loại đấy. Và giá cả thì anh em chút nữa mình sẽ báo giá công khai ở phần cuối video. Còn đây là loa, thì đây là cái loa rẻ này. Anh em mà cần loa rẻ tiền, ví dụ như là anh em bẫy chơi, cái loa này thì vỏ nhôm, loa Trung Quốc, nhưng vỏ nhôm cùng loa toa 10W nhập khẩu Nhật Bản như thế này. Loa này thì của Nhật Bản nhưng mà sản xuất tại Indonesia cũng như là hàng Honda đấy. Thì đây là cái loa này chất lượng cao, anh em bẫy chuyên nghiệp, còn anh em bẫy chơi thì anh em có thể sử dụng cái loa Trung Quốc 10W vỏ nhôm như thế này. Đó, vỏ không bằng nhôm nhá, cực kỳ chất lượng luôn. Và chép thì đây là chép, khi anh em mua chép nhé thì bên mình sẽ tặng cho anh em kèn. Cái kèn này ấy, là anh em lưu ý là bên mình tặng cho anh em chứ còn là thực ra mua ấy thì nó chỉ có công ty gửi về chép HQ301. Anh em lưu ý là gửi về chỉ có như này thôi, mình phải mua kèn tặng anh em. Đấy là cái chương trình khuyến mại của anh em. Ngoài ra thì anh em mua đủ bộ, ví dụ âm ly này, loa nén này, chép này thì mình sẽ tặng cho anh em cái đèn pin. Thì đây là cái đèn pin này. Đó, đèn pin này nhỏ nhưng có võ nhé, để anh em sử dụng trong đêm hôm. Đấy là một cái chi tiết. Ngoài ra thì anh em có thể là mua thêm côn, thì mua sơ cua thêm côn, thì đây là côn nhé, côn thay thế. Đấy, chẳng may mà nó cháy thì anh em có đồ anh em sơ cua luôn. Còn bây giờ thì giới thiệu về phần trồng móm nhé. Thì khi anh em đi bẫy ấy, thì anh em kết hợp luôn. Ví dụ như là ở ngoài đồng đấy, anh em có thể sử dụng bẫy chuột, thì đây là cái bẫy chuột. Bẫy này rẻ thôi, có vài ngàn một cái thôi. Đấy, đây là vài ngàn một cái. Thì cái bẫy này là anh em có thể là bẫy chuột mang về nhậu hoặc mang về bán. Thì cái bẫy chuột này, bẫy từ chuột cống nhung cho tới chuột nhất, có thể là anh em bẫy ở trong nhà để diệt chuột phá hoại đồ dùng gia đình hoặc là phá hoại mùa màng. Thì anh em có thể mang ra ngoài đồng anh em bẫy, anh em để ở dưới sình lầy thoải mái. Bởi vì cái này ấy, nguyên lý hoạt động của nó là nó gênh lên như thế này này, để nó siết cái chân. Đấy, nó gênh lên, nó siết chân lại như thế này nhá. Đây nhá, gênh lên nó siết lại như thế này, nó kẹp chân con chuột. Thì anh em mang nhậu hoặc là anh em mang bán thương phẩm thì anh em hoàn toàn yên tâm là không ảnh hưởng gì tới giá cả cũng như chất lượng. Thì da cạm anh em này, da cạm đây. Đấy, anh em về anh em lấy thép ly như thế này, cái dây thép ly xây dựng ấy, anh em cột lại như thế này để anh em buộc vào cây hoặc là cái cọc. Thì đây là cái cạm chuột, thì giá cả của nó thì có vài ngàn một cái thôi. Đấy, đây là cái cạm chuột nhá. Khi nó sập lại thì nó kẹp vào chân như thế này. Đấy, chuột cống nhung không bao giờ thoát được, chuột nhất vô tư thoải mái. Thì đây là cái cạm chuột này. Ngoài ra thì có cạm bẫy chồn, ví dụ như là từ chồn bạc má cho tới chồn hương. Thì anh em bẫy những, đây là cái cạm 14 này, cái cạm này là dùng rộng rãi nhất này. Thì có thể là anh em đặt xong đồ bẫy, các anh em có thể mang đi đặt cạm, là anh em sử dụng cái cạm 14 như thế này, anh em bẫy chồn từ chồn bạc má 1kg cho tới những con chồn 3-4kg, anh em bẫy thoải mái nhé, cáo mèo bẫy thoải mái. Và anh em cũng hoạt động ở dưới sình lầy thoải mái, không bao giờ lo bị chết cạm, nó gênh lên nó chết như thế này. Thì đối với lại cái cạm mà cạm 14 như thế này thì nó không có bàn đạp như cạm chuột nhé, không có bàn đạp. Thế anh em có nhu cầu về bàn đạp thì mình sẽ làm bàn đạp cho anh em. Đây là cái bàn đạp này,
và đây là cái lưỡi của nó, chỉ có lưỡi như này thôi. Thì anh em có nhu cầu về bàn đạp thì đây nhá, cách ra cạm thì cũng như cách ra cạm chuột này thôi. Đấy, ra cạm thì cũng như như cách ra cạm của cạm chuột này. Anh em nhớ nhá, ra cạm như nhau, đều là cạm kiềng cả. Đấy. Thì cách ra cạm này đều bẻ xuống như thế này. Ở chỗ đất mềm ấy thì anh em có thể là dùng cái cạm 14 này, anh em có thể sử dụng con dao để anh em tì lên. Ra cạm nó không bị lún đất. Đấy là cái ra cạm. Còn cạm chuột này thì ra cạm đơn giản thôi. Đây như này là xong. Đấy, cột nó lại. Cho nó bẫy chuột thôi. Cực nhạy luôn anh em nhé. Cạm này cũng vậy. Cạm này thì giá cả nó cao hơn. Ngoài ra thì ở anh em bẫy ở ngoài những đầm nước ấy, thì anh em có thể đặt thêm. Bên mình bán luôn cho anh em cái này, gọi là ở ngoài Bắc gọi là cái lờ. Ở ngoài, ở trong Nam thì gọi là cái gì thì mình không rõ. Nhưng cái này là cái để đánh cá này anh em này. Thì anh em có thể kết hợp thêm. Ví dụ như là anh em đặt thêm cái lờ cá như này. Ở trong đấy gọi là, mình thử hỏi anh coi phim như này. Ở trong đấy là gọi là cái gì? Cái lục cá đấy cá. Thì đây là cái lục cá nhá, anh em có thể đặt thêm cái lục cá như này, anh em kết hợp khi mà anh em đặt cài xong đồ bị chiếm đêm nhá, anh em ráp thông xong đồ bị chiếm đêm ổn định rồi thì anh em có thể tranh thủ thời gian đấy anh em ra, anh em đặt cái đó cá như thế này thì bẫy từ cua cá lươn thoải mái anh em nhé. Sản phẩm này nó cũng rẻ thôi, anh em có thể là kết hợp thêm, ví dụ như là vừa bẫy chuột bẫy chồn có thể là đặt thêm cái đó cá như thế này. Hàng rất là nhiều nhé, đây là sản phẩm mẫu giới thiệu cho anh em thôi. Thì anh em có nhu cầu về cái gì thì mình sẽ báo giá chi tiết công khai cụ thể cho anh em. Âm ly này 450.000. Đấy, âm ly 450.000. Check như thế này là 360.000, 180.000 một chiếc. Tặng phễu cho anh em. Phễu là một cái check này là 180.000 nhé, tặng anh em một cái phễu. Loa toa 650. Đấy, anh em mua nhiều có thể giảm. Loa này 240. Loa 10W, hai cái này đều 10W nhé, 240. Côn 30.000 một chiếc. Chuột, cặm chuột này 8.000 một chiếc. Anh em có thể mua rời. Mua rời cặm chuột này 40 chiếc mình bao ship. Còn cặm bẫy chồn như thế này, bẫy thú như thế này thì anh em mua 30 chiếc mình sẽ bao ship cho anh em, cũng có thể mua rời. Thì anh em có nhu cầu về bàn đạp thì thêm 4.000 nữa mình sẽ làm bàn đạp cho anh em. Bàn đạp của mình làm chắc hơn bàn đạp của nhà máy nó dập luôn. Đấy. Đây này, cực chắc, làm đinh chốt luôn. Lấy luôn đây. Và ngoài ra thì anh em cần, đối với cạm này cần mua dây thắng xe đạp để cột thì anh em nói rõ, mình sẽ báo giá anh em là dây thắng đấy là 1.500 đồng. Còn cái này, cái dây thắng này này, đây này. Đấy, dây thắng như thế này để anh em cột lại như thế này là 1.500 đồng một cái dây để anh em cột vào cái cây hoặc là cái cọc. Đấy là về cạm nhé. Về cái này thì tùy anh em mua nhiều thì mình bán rẻ, giá rẻ đi. Cái này thì tùy hoàn cảnh cụ thể nhé. Cái này thì anh em mua nhiều thì mình sẽ giảm giá cho anh em. Đặc biệt cái này ấy, thì anh em mua cùng với lại bộ sản phẩm này thì mình sẽ bán, hoặc anh em mua số nhiều thì mình sẽ bán. Ví dụ như là 5-10 cái thì mình sẽ bán, còn lẻ 1-2 cái mình không bán nhé anh em nhé. Nó rõ 1-2 cái tiền cước bây giờ là lãi không được bao nhiêu cả, còn bảo hành sửa chữa cho anh em nữa cơ. Cho nên anh em lưu ý là anh em có nhu cầu thì anh em cứ liên hệ theo số điện thoại bên trong video này, mình sẽ gửi tận nhà. Còn video xin kết thúc tại đây. Xin chúc anh em một mùa chiêm đêm thắng lợi. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.